tôi là trình có tú tú là trình quyền cái số 3 là chờ tù tù tu rồi nó bay ra tù đúng rồi đúng rồi. Có nghĩa là tu thì nó bậy thì ở tù. Ở tù đây là cái tù này cái ghi sẵn ở giới nên vô đi học rồi về nhà là không ít có khi là phạm lực. Rồi ở tù rồi sao tới cái tủ chú? Ở tù thì cái nhà tù này nó có tủ nó có phá xong nó có gì phá chứ. Vậy là hết chiều phải tủ lại. Tủ nè, tủ nè. Chiều lên mình có túi. À ngày xưa có chú ha. À ngày tôi cái hình thể là mượn hình thể nè. Sao chú để lên bàn thờ luôn vậy? Cái xác mình mượn cái ra mượn cái linh hồn đó như trời. Người chết rồi linh hồn mà ôi tôi đây là cái xác thôi còn đây cái linh hồn có linh không giờ lên chơi linh hồn này do cái chữ này nó khỏe mình là thôi. Chú tự thờ linh hồn của mình luôn thì cái này cũng hay học qua trường. Quý anh chị ạ, hiện nay thì Bụi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Và đây là một cái ngôi nhà của một vị nhân này cô bác quý anh chị. Ở đây có rất là nhiều chữ mà các anh em không hiểu gì luôn. Mấy anh em có xin phép cái chủ nhà là có vào bên trong. À, trước khi à, đúng rồi đó, trước khi vào bên trong đi. Trước khi vào bên trong thì mấy anh em đọc sơ những cái dòng chữ mà chú viết ha. Dạ. Đây gọi gần lại cho mọi người thấy nè. Mở tiền tiến tiền tiễn tiễn trên vi trời trời à, không biết như thế nào luôn mọi người, chữ cũng khá là khó đọc ha. Nghe đồn một số thông tin rằng á là chú này ngày xưa đi Campuchia về á thì bây giờ chú bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hay là về cái gì đó, nhưng mà cái ngôi nhà của chú khá là lập vị và chắc có lẽ đây là một cái ngôi nhà lập vị nhất ở trong cái miền Tây như thế này. Và bước vào nhà thì mọi người cô bác quý anh chị có thể thấy là rất là nhiều nè những cái chữ mà được chú viết nè à. Như ở đây cái chữ quy u à, quá trời chữ luôn à. Ở đây thì có một cái trái vừa dừa trái dừa à. Có cả những cái thờ trái dừa nữa kìa. Và đây có cha trời mặt mực cha trời. Cha trời mẹ đất đúng không anh? À, không phải à, ma cô. Ma cô gì anh nhá? Không hiểu. Chỉ có người ghi mới hiểu rồi. Không thể nào đọc được. Thôi vợ cháu bác à. Chú quay vô trong nhà cũng được, trong nhà. Thôi vậy đi vô trong đi chú. Ở trên trên áo của chú có chữ nữa kìa, chú viết chữ gì đó? Cái chữ thì ở nhà thờ thì cái áo cũng có ông trời giống vậy. À, sao áo cũng có ông trời. Nào. Cha trời nè. Ở cha trời. Mẹ đất thôi có đúng. À. Mẹ với má nó cũng thế thôi chứ không có đâu là. À, người ta gọi là cha trời mẹ đất nhưng mà chú là cha trời má đất. Chữ má là chữ đầu, chữ mẹ là chữ cuối. Chữ mẹ là bây giờ nó theo thế giới, còn hồi đó chữ má là nó có một nước một và hồi đó Việt Nam là chỉ có chữ má. Chú tên gì chú ha? Tôi tên Trần Văn Thuận. Chú Thuận, chú bao nhiêu tuổi rồi? Bữa nay nếu mà tuổi chân thật là 64 tuổi rồi đó. Dạ. Tụi con đi ngang đây thấy cái căn nhà của chú lạ quá cho nên xin phép vào. Dạ. Tự nhiên không có vô, cứ em kia cứ vô vô à. Chú sống một mình ở đây hả chú? Sống thì cũng có gia đình rồi đó, có vợ con, giờ vợ con là mình mở cái nhà thờ rồi giờ nó ở trong kia. Dạ. Ồ cái nhà này là nhà thờ của chú luôn. Cái nhà thờ đó, thờ lâu rồi nó cũng mấy chục rồi. Chú tự xây luôn hả? Cái nhà tự mình xây. À thôi chú cho tụi con đi vô nhà với ha. Vô không vô, trở ngại không. Ở trước nhà thì chú có đào một cái ao như thế này. Vô không có khi nào, không có tôi là cái. Và cái căn nhà của chú khi nãy anh em mình đi ngang tưởng là cái nhà hoang đúng không anh? Đúng rồi. Bởi vì nhìn rất là thô sơ và trống lỏng như thế này. Như là chữ là chú biết ở khắp nơi luôn, những cái cây cột này cũng có chữ nè. Ở đây cũng có chữ, đây nhà là trên chữ. Bách có chữ. Như bên đây là chữ gì hả chú? Đây là chữ đầu là chữ nói đầu chứ có gì đâu. Nói là 6 chữ. Nói. Là nó 6 chữ, bây giờ em có nói chữ nói không là nó có 1 chữ à, cho nên người ta không biết được hết. Dạ. Ví dụ giờ em nói chữ Hà Nội là có chữ nội không à, nó còn mấy chữ này không biết là phải nói hết 6 chữ. 6 chữ là 6 chữ gì chú? 6 chữ, ví dụ chữ nội là nó phải cộng đến chữ nôi nó mới thành chữ nội được, chứ không lẽ không chữ nôi đâu chữ nội được. Nôi nói nồi, nói nội. Bây giờ nếu mà em muốn nói chữ nôi trước là em muốn tính nói là em phải suy nghĩ trong tâm trước là chữ nôi chưa?
đừng chịu nói đó. Mà nói là phải có lời cái nồi của quyền. Nói phải có nồi giống đàng hoàng, cái nấu quá là sai là bị nồi. Còn nhắm như là mình đánh vòng vậy đó hả chú? À, còn mà ở đánh vòng vậy sao? Còn anh nhắm mình tính bây giờ mình nói như vậy mà có nói nổi hay không? Dạ. Có chưa nổi đó. Chưa nổi. Còn mình thí dụ mình nói câu đó mà không nổi thôi không nổi. Nói là có tội là không nói. Dạ. À, nói, chứ nổi là tên nói, không nổi. Còn cái nổi. Chỉ gã, tại sao gọi chỉ gã? Nếu mà mình nói không nổi coi chừng gã là chết. À. Ví dụ bây giờ em mỗi muốn từ cắt trong mỗi câu. Mỗi một câu mỗi khác chứ. Bây giờ chữ ngã này mà em về em nói chữ Việt mà lát nó chỉ tàu ra là chết, ngã chữ này là chết nè. Cái chữ ngã là chết nè. Dấu ngã là chết đó. Thấy không? Hãy chữ Việt em nói chữ Việt mà chữ tàu nó chữ tàu chứ chết đó hỏi ngã hỏi nổi ngã nổi. Chú hay. Ơi, còn cái dòng chữ ở tiếp phía dưới này là cha trời. Cha là trời thôi có gì đâu. Dạ, cha trời gì nữa vậy chú? À, mẹ hay đất. Con thấy chữ này đâu phải chữ mẹ đâu. Chữ yeah, đất rồi vậy đó, tức là chữ đất đó, nghĩa là bây giờ mình nói trong chữ mẹ đây là đôi khi nhầm người ta không biết, phải chữ đất thì chữ người là họ biết à. Ờ. Gọi chữ nho thì gọi là thiên là trời, địa là đất đó. Dạ. Yeah. Nhân là người đó. Thấy không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Nhân là người, nói vậy là họ biết chứ còn cái thời này mà nói chữ mẹ đâu khi người ta không biết. Dạ. Yeah. Đó. Những cái câu này là chú tự chú cảm ra hay cái là này là học chứ phải học qua trường lớp giùm em viết ra được. Gọi là cha là trời, là cha là gọi chữ trời, là gọi chữ thiên đó. Chữ đất gọi chữ địa đó phải không? Chú học như thế nào? Hồi xưa con có nghe mọi người nói là chú ở chiến trường Campuchia về hả? À vậy chứ, nó Campuchia, chiến trường Campuchia. Rồi chú về đây lâu chưa? Hiện nay cũng gần 30, hai mấy ba gì năm tám. Sao mà em thấy vẻ nhiều quá chị? Ông hỏi ổng thì ổng nói thờ cha trời, mẹ đất gì đó thì bình thường. Ngày xưa ổng đi lính sao? Ngày xưa đi lính bên Campuchia đó, rồi xong rồi giống như bơm tải ở đâu? Quê quán rồi, sinh quán ở đây. Sinh quán hả? À, sinh quán hồi xưa, sinh quán, giờ quê quán hồi xưa, sinh quán. Vậy miếng đất ngay tại đây là của ai chú ha? Miếng đất hồi đó là của bà dì, bà chết, bà để lại, bà bán lại. Dạ. Bà dì ruột là chị bà già. Nhưng mà cái nhà của chú lạ lắm. Nhưng mà cái ngôi nhà này là chú tự tay xây hay là mướn thợ xây? Cái này là mình xây chứ, tự mình xây. Nhưng mà sao mình không có làm cửa, mình tô vách cửa lại chú? Vậy là chú muốn mở cửa chứ, nói cửa đóng thì được chứ. Đây, căn nhà chú có một tấm màn vậy thôi. Cái sợi mở cửa nó vậy thôi. Đây là cái màn chú treo lên. Có chữ ở trong cái tấm màn luôn kìa. Cái màn có chữ hết chứ đâu, phải có chữ đâu, có chữ trời chứ đâu không có. Đây, hai bên vách là đầy chữ luôn. Ví dụ như vách trên đây là chữ gì chú? Hai chữ cái hồi này nó hồi xưa mình học là đi từ chữ, rồi bỏ là mấy cái này chữ rồi bỏ rồi, gãy gánh bỏ rồi. Ở đây bên trời giống như bên kia bên đất không có lạ. Bây giờ nó đi nguyên một bài văn rồi. Đó là đi không có gánh. Này đó vừa giải gánh. Đi từng chữ mà. Vậy là chú có theo đạo nào không? Hay là chú chỉ thờ trời đất thôi? Đạo thì hồi đó tôi bên tôn giáo Cao Đài chứ gì đâu. À, đạo Cao Đài hả? Tôn giáo Cao Đài thì ông bà bên Phật giáo nữa. Ở đây nói về bên Phật giáo nữa. Rồi đó đi bên đi đất bạn là có bên tham gia bên Chúa Giêsu nữa. Tôn giáo nào chú cũng thờ hết à? Ở đây thì cái nói trong cái bài học này là đây tôn giáo cũng có hết. Dạ thôi vô trong đi chú. Ở tàu miên Mỹ gì đó thì có. Anh Hồ có thấy là chú thờ cha trời mẹ đất giống với bà Năm hôm bữa mình gặp ở Bến Tre không anh Hồ? Không, anh Hồ có một chữ là ai mà thờ cha trời mẹ đất thì sẽ thờ tất cả những tôn giáo khác, chúa thánh thần. Có hết đúng đúng rồi. Chúa thánh thần Phật là thờ hết, không phân biệt tôn giáo nào hết. Đúng rồi, không có phân biệt. Không có phân biệt gì hết. Tàu đi lập đại bây giờ như là bi. Tàu cũng có nè, bên đó là bên Phật giáo nè. Còn bên đây là bên Chúa Giêsu miền Bắc nè, đây Chúa Giêsu nằm đây. Đây Chúa Giêsu đây. Trời ơi, trời. Chúa Giêsu nè, Chúa Giêsu nè. Chúa Giêsu nè. Sú chứ. Ông Chúa Giêsu đó lấy chữ đầu. Đây là Chúa Giêsu nè. Sáu chữ mình biết rồi. Ở dưới là sư giữ. Thì có ông sư nè, Chúa Giêsu, có ông sư kế bên. Trời ơi. Nhìn ở đây thì chắc có lẽ là cô bác của anh chị sẽ nghĩ đây là một cái miếng bùa gì đó. Tại vì mình thấy nó cực kỳ ha. Lạ. Phải lạ đúng rồi. Kỳ. Em thấy một cái điểm chung rồi đó anh Hồ. Tức là mỗi một chữ chú viết là chú sẽ viết tất cả những cái dấu còn lại. Đó là cái điểm chung của nãy giờ. Tất cả các... Thích ca nè. Phật Thích Ca. Thích Ca thì lấy chữ ca nè, lấy chữ kỳ đầu. Thích ca là có chữ kỳ đầu, chữ ca, Phật Thích Ca đây này. Chữ ca đây. Ca, cá, cà. Thích ca là hai dụng cá. Nè cá nè. Thích ca có chữ cá liền.
có sáu vô thanh thì chú đều để vô hết ở trong cái chữ đó nha. Ở đây à. Để hết vô trong đây mới thành được chứ không thành được. Sáng quyền ngồi hỏi ngã nặng là chú để hết. Nặng hết, nó mới đi xuống nặng hết. Chú trước kia chú thờ đây có một bức hình nam quân 34 vậy chú. Cái này là chữ cái này là chữ tàu nè. Chữ tả nè không? Ờ gọi là tả gì vậy là chữ này chữ tàu nè, chữ tả nè. Ừ. Chữ tàu à. Chữ tu nè. Tu là mình có tú là trình quyền cái số 3 là tù tu rồi nó bậy ở tù không có thật sự chứ đây, đúng rồi chú. Đúng rồi có nghĩa là tu thì nó bậy thì ở tù đây là có cái tù nè, cái ghi sẵn ở giới nên vô đi học rồi về nhà là không ít có khi là phạm lực rồi ở tù rồi sao tới cái tủ chú. Ở tù thì cái nhà tù này nó có tủ nó có khóa xong nó có gì phá chứ vậy là hết chiều phải tù lại tủ nè tủ nè chiều là cái nhà tù nó có cái tủ khóa cái những chìa khóa nha cái tủ khóa tô thử ra chú chữ tô thì sao chữ tô hồi đứa là vô tố tố là, cái ông tô kia là ông nói cái gì là ông phải có tố mới được chứ không lẽ giờ cái tố là cái danh thần của ông ví dụ ông hay nói tố bên Mỹ chứ ông nói tố bên Việt Nam là không được ông nói chặt cái đó là sai. Tố là có chữ tổ đây có ông tổ đứng đây hai ông tổ nè đây hai ông tổ ông đứng coi đây đúng rồi ông đưa vô cái tổ à. Thế giờ trong cái nước mình là có ông tổ là ông đưa ông tổ đây là hết chuyện rồi còn người Bắc nó dùng chữ tớ đang dùng người Bắc dùng chữ tớ nè dạ chữ tớ phải không tớ nè người Bắc không dùng tớ tớ dạ phải nói hết 6 chữ mới được à phải hết 6 chữ mới đủ người còn đó. Chú bây giờ chú học các em học chỉ có một chữ à chứ nói em nói chơi thí dụ giờ em nói chữ tớ là em nói chữ tớ không cũng được dạ. Mà sau khi tức là qua trường thì cái ông kia ông nói chữ tớ thì em ông lớn em mới là ngã xuống dạ rồi không dạ. Lại ra được À, ở đây con thấy có cái bàn thờ chú ha chú ở đây bà thờ đây là thờ nhưng mà tấm hình kia của ai vậy chú tấm hình mình của tôi của ổng à, ngày xưa của chú ha à, tôi cái hình thể là mượn hình thể nè sao chú để lên bàn thờ luôn vậy cái xác mình mượn cái ra mượn cái linh hồn đó người, người chết rồi cái linh hồn mà ôi tôi đây là cái xác thôi còn đây cái linh hồn có linh hay không giờ lo chơi linh hồn này do cái chữ này nó khiển mình là thôi. Chú tự thờ linh hồn của mình luôn thì cái này cô phải học qua trường qua lớp mới dám thờ cái linh hồn này chứ ai dám thờ gì được chú phải có là thí dụ có cứu người hay là bùa làm phép gì đó là sau khi cái này nó tự nhiên mình đi tuốt không ở ở đây mà chú đi tuốt ở kia là ở đây nó báo hiệu mình biết rồi báo hiệu luôn hả chú báo chứ phải chú kia báo hiệu cho biết chứ báo rồi. Hiệu như thế nào chú thí dụ bây giờ em chú kia mà có gặp những cái danh tài hay là những cái tai nạn nào mà không may á thì tự nhiên ở dưới kia nó có báo hiệu mình biết chứ như hôm nay là tụi con đến là có người báo hiệu cho chú chưa biết chứ không biết không biết từ mới giờ tôi không biết chứ tôi đợi mới giờ tôi biết là ngày hôm qua cũng có rồi ngày hôm kia cũng vậy báo hiệu chưa hết nào biết là cũng có nhiều anh em tới mà không biết ai đây không biết là lạ quen ha thân tộc rồi mọi đây rồi cái ngày nào có là biết là ngày nào báo hiệu biết là có ngày nào không nữa không kiểu như cái bà hôm qua bên thánh giáo chú Giêsu có đem bánh rồi tặng là biết chờ qua tới 3 giờ bà mới đem chú bánh qua cúng à, biết trước một là à chờ bánh ở bên Chúa Giêsu à bên thánh giáo ở bên nhà thờ á là Hóc Môn á dạ. Chạy xe là xuống đó xuống đó bà tặng mấy bánh mà cúng rồi bà ôi nói trời. Trò chuyện chơi đã rồi xong bà về rồi chú cách đây khoảng mấy ngày con ghé, con có đi ngang qua đây thì con thấy ở cái khu nhà này hồi lúc đó thì khoảng trưa thì đông người lắm thứ ba bữa thứ ba đông người vô lắm bữa cúng ngày với bà ngày cúng với bà với bà ngày thứ ba luôn là có nhà thờ cái đó à, đúng nhà thờ nghe chỗ cái chú thờ hình đó là chú viết những cái chữ gì á chú cái này có chữ này chữ cha có đây có đủ 6 chữ rồi cha chú chú chữ cha nè còn ba tàu ở đây chữ chú nè chú nè các chú ba tàu nè dạ. Chú nè sao con thấy ở dưới có hà há hà há hả là chữ hết này hết rồi hết việc là chữ hà hà hết chữ hà là nó kêu bằng chữ hi chữ đầu mà chú có cái trật tự nào khi chú viết những cái câu này không trật tự như này phải tỉnh luyện mới chứ viết được chứ ở đâu trật tự sao được tu luyện mới viết được luyện rồi bây giờ hãy nhớ sai mình viết mình sửa liền sửa nó mấy sửa hôm nay tức là nay chắc cũng là cái đời nhiều đời lắm rồi á mà có giấy tờ có sổ sách mà tôi sửa nay cũng là 20 năm rồi là hoàn thành rồi mới xem qua là mới 20 năm đó sửa chữ 20 năm rồi đó trời trời cái này hồi đó cũng viết mà từng chữ một mà không được cái từng chữ nè giờ không kêu không được không ghép chữ được này chữ bông bóng bông bóng bồng
bằng 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 sáu chữ mà đó nó viết gì đó là gãy cánh mà chữ từ này từ, nói chung là cái từ nào cũng phải sáu chữ cả sáu chữ đủ đủ gì á rồi đó sáu chữ nếu mình nói một chữ là chữ sau nó sẽ đè đúng không. Bây giờ cho bây giờ em mà muốn em bây giờ muốn nói cái chữ chi à. Em nói chữ chi thì em nói hơn người ta thằng kia chi nó trên này nó đè em giận đúng rồi đè có nghĩa là thằng sau nó sẽ đè ngay. Bây giờ em viết chữ chi đầu thì nó không có thằng nào nhận được nữa hết dạ, được cho dạ. Nó mày cứ lấy thằng chị ở đây mà chị tao cũng biết mà viết đây tao biết thằng nào có chi rồi mà cho chị mày rồi ra vậy ý nghĩa là nó dài đó cái này đâu có được đâu có được. Bây giờ mày nói bây giờ mày em muốn viết thằng tỷ đi em muốn mượn 10 tỷ đi thì bây giờ em nói nhà em có 10 tỷ thằng cấp rồi lại nâng cấp được thằng tiên nâng cấp được nè tiên cấp 10 tỷ mười tỷ được chạy vô hỏi nè em lấy vô hỏi nó lấy chữ ti nó lấy chữ đầu thế là nâng cấp liền em nó ngủ tối em nó bỏ thuốc nó thuốc lấy tiền gì không còn cái tí là gì thì chú ti rồi tới tí là gì vậy chú chữ tí á nghĩa là người ta thường thường hay dùng bây giờ nó gọi là giờ ngọ tiếng ngọ mà dậu đó tí là ở ở dưới mình tịnh liền nó một nhít nhít vậy là một nhít rồi liền một chữ nó một tí chi ngồi được là nó hư rồi nó lại chữ rồi. Dạ rồi bây giờ mình đi tiếp ra ngoài sau nha. Gọi là ti chỉ trì để chỉ trì phải không? Đó. Quá hay chưa. À, cái này là phải hay cái này. Rồi tinh luyện 20 năm mới ra được cái bản này. Trời ơi, chữ cái. Chưa đụng đầu vậy mà. Vậy là chưa ra còn rất nhiều cái bản nữa nè. Một cái vòng tròn có hình con mắt thiên nhãn đúng không chú? À cái gọi là cái đó mình gọi theo chữ Việt là mắt trời còn họ gọi theo bên tôn giáo là thiên nhãn. Thiên nhãn của đạo Cao Đài á. Âm dương nữa nè. Trời ơi. Ngũ hành âm dương luôn. Có luôn, âm dương. À trên kia âm dương, trên kia em mới thấy. Ở đây âm dương. Đôi bạn trăm ngàn năm hạnh phúc. Cái đó là gãy gánh rồi, chữ gãy gánh bỏ rồi. Gãy gánh rồi. Trời đó, gãy gánh là vợ chồng chú á hả? Gãy gánh là nghĩa là hồi đó mình viết có một chữ hả? Cho nên mình thi không được, thi không nổi người ta, mình nói không được. Chữ hạnh phúc là, ta lấy chữ hành là ta nhận mình liền à. Chữ đầu mình vớt liền. Anh Hòn nhìn bên cái ổ điện của chú nó nè. Có chữ... điện để... trời nguy hiểm. À điện trời nguy hiểm, điện trời mở tắt điện. Coi chừng điện giật. Điện giật à chứ. Ở đây có hình của chú nữa nè. Có, ở đây là có, ở trên có, dưới có âm dương có hết. Ôi ngày xưa chú đẹp trai dữ trời. Đâu bây giờ đó còn dở hồi đó dùng gạt nữa nè. Miền Bắc đi chứ bố nè. Chứ bố này ra miền Bắc nè. À. Bố nè. Bố này đi gì chốt có miền Bắc đi chứ bố đi gì chốt. Ngày xưa chú đi chiến trường Cam là chú ở tỉnh nào? Ở Siêm Diệp hay gì? Hồi đó tôi ở tỉnh Lâm Đồng. Chú đi bao nhiêu năm thì chú mới về lại Việt Nam? Đi là 3 năm không quá 6 tháng mà sau khi nó bị tức là nó không cho tôi về nó kêu tôi học bên sĩ quan á. Tôi không chịu nó quản tôi là 2 tháng. À tức là 3 năm 6 tháng. Sau khi sao, coi ngôi nhà của chú nhìn trên này nè. Nhân. Dạ. Ôi ơi. Làm dáng nó bị cam. Công á. Nhà của chú là 2 tấm đàng hoàng á nha. À. 2 tấm hồi đó đúng là mình làm cũng còn dở. Đúng có mình làm còn dở cho nên nó hiện không đạt. Lầu đó lên được không chú? Được, có lên đó. Đâu chú lên con coi coi. Thôi một hồi đi coi cho đã rồi về. Rồi coi đi cho hết nhà luôn đi chú ra. À, đi ra sao đi chú? Quay ở đây tự nhiên. Ờ chú sống lập dị thiệt luôn á. Chú mỗi ngày là chú 24. Trời ơi. Cũng có làm ruộng. Cái nhà vệ sinh của chú á. Cái ao nè. Con ra đỡ luôn cũng được, hai bán 25 me với một chiếc đũa nè. Bán 5-7 ngàn. Mình ra sao cái đơn giản ha. À, đơn giản, dễ rất là đơn giản, sống ở đây rất là đơn giản. Hôm nay chú nấu bếp củi hả? Hôm nay chú ăn cơm gì đó? Thường thường có khi ăn cơm rau cải cũng có, mà cái thường hai cái thịt cá nào hồi trước hồi trước còn ăn trong giờ ít ăn thịt cá lắm. Giờ ăn chay luôn rồi. À bây giờ ăn chay. Dạ. Ăn chay trường luôn hả? Ăn chay trường, à, ít ăn thịt cá nhưng lắm. Nhưng mà sao thấy cái này nó cũ kỹ. Cái này là cái dụng cụ chú sơn á, chú viết á. À, cái những cái nước sơn á nước sơn mua nước sơn chén bát này sao vậy chén bát này cúng ngày chủ nhật với ngày thứ ba là chủ nhật là cúng 12 chén cúng cha trời mẹ đất hả chú à, cúng trước rồi đây trước à 12 chứ là chủ nhật là con cúng à chú có tụng kinh cầu nguyện gì không có chứ đây chữ bao nhiêu chữ đây tụng kinh hồi đó có bây giờ không có đọc thử giờ đọc thử chữ như kinh thế ví dụ một buổi tụng kinh của chú như vậy thì chú đọc như thế nào đọc bây giờ cái chữ này nó bây giờ mở ra thành chữ Việt hả giáo rồi không phải ngày xưa mở ra thành chữ Hán Tàu hả tự gì đó. Đó bây giờ thí dụ rồi đọc bây giờ muốn mà ấy thì phải đọc chữ Di đầu Di là chữ dấu Di du du do du dơi giá giới dây dép đó là chữ dấu nó trước là nước Việt Nam ở thành nhiều đó thôi rồi sau khi nếu mà đọc thêm nữa là đọc phải cả hết cái chữ cho từ trên dưới à. Mà phải thuộc hết
Chú đọc được một đoạn cho tụi con nghe đọc, với. Đọc một đoạn cái đọc à, nếu mà bây giờ nó thiếu, nếu mà học giáo Việt á, là phải gì du dư do vô dơ gia gia chớ gia gia dép là chữ gì, còn chữ Việt á là phải gì gì mà gì Việt nha, cũng vậy nó cũng thế thôi, gì du dư do vô dơ gia gia chớ gia gia dép là chữ dép, là dép gì dép dép Việt đây nha, chứ không phải là dép ấy nha. Rồi sau khi mình muốn học cái nước nào về chữ nước rồi đó, ở đây thì không mở chữ nước mà mở chữ ni, ni nu nư no nu nư na na nớ ne ni nếp là chữ nước, ở chữ nước nước. Còn còn nếu mà nói nước còn muốn nói mở chữ đạo là chữ đạo, không cần không mở chữ đạo được, mở chữ đi, đi đu đư đo đô đơ đa đa đép là biết chữ đạo rồi. Nhưng mà ngày chú cúng 12 chén hồi trước thì chú sẽ đọc như thế nào? Đọc ví dụ về nó hồi nãy nó vậy á, rồi đọc là chữ chi, chi chu chư cho chu chơ cha chá chớ che chữ chép. Đọc hết chữ chi, cái đó mới có vô mấy chữ đầu à, chứ chưa à, đọc hết mà văn nó kìa. Nó mới chữ đầu, cái đó chữ chi là chữ cha, cha đầu. À ví dụ bây giờ mình đã mỗi ngày mà đọc thường quá rồi mệt quá đọc mấy chữ đầu rồi thôi, được rồi. Rồi cái là tiếp là chữ mẹ, gọi chữ má, chữ mẹ đó, chữ mẹ gọi chữ mi, mu mi mi mu mu mo 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 ma ma mớ me mi mép là được rồi. Là hết bài văn rồi đó, đọc nổi nữa, đọc như vậy thôi. Là trước là phải cha là trời đó, chữ kia đó, còn mẹ đất là đó. Hôm nay chú ăn cơm gì vậy? Bữa nay ăn cơm thì ăn trước đó, ăn cơm hồi nãy đó, tức là nó. Bữa nay ăn cơm đó, tức là đó, hồi nãy mua nó nấu cái củ khoai nè, mua củ khoai. Củ khoai mỡ. Khoai mỡ tím đó, nấu miếng canh, ăn nấu với tiêu hình ớt là ăn cơm vậy thôi. Là rất là đơn giản, hồi xưa thì con thịt cá, bây giờ ít lắm. Chú sống một mình bao nhiêu năm rồi chú? Sống một mình chắc cũng gần 30 năm rồi. Ồ. Giờ là cũng họ ở bả ông ngoài kia, giờ bả cũng bỏ thôi là hồi đó nay 30 năm rồi đó. Cho xã hội á là cô cũng nói thật là nếu mà ấy là phải có cái cuốn tập. Tôi viết em nguyên một cuốn tập. Rồi bây giờ ở trong cái chữ đó là trong chữ đó em muốn tiếp xúc với ông cha là nó có chữ tiếp xúc với ông cha là khác. Rồi tiếp xúc với bà mẹ là khóc. Yeah. Đó, nó còn phải có nguyên bài văn mới được. Yeah. Chứ bây giờ nói em nó không biết đâu, nói cho biết vậy chứ em. Đó là phải cuốn tập. Tôi chết cho mọi người cuốn tập. Mà cuốn tập này là với điều kiện là ví dụ bây giờ em là người Việt là em hay phổ thông tiếng Việt hết. Bây giờ ngoại quốc em cũng giúp đỡ mà, tức là em dạy. Dạy tiếng Việt chứ còn dạy cái chữ Tàu là em. Ở dưới này cũng có bếp, bếp chữ. Bếp này dạy, nấu nước ăn uống cũng phải có chữ. Cái bếp cũng phải có chữ hôm đó là ấy. Đó rồi hả? Tôi là đói đói hả? Cái bếp là cái chữ kia, nấu kia. Còn cái này là tôi tội tội. Cái này là chữ mình cầu xin ông cha trời xả tội cho nhân loại. Để kêu ông cha trời nè, ông cha trời xả tội nè. Dạ. Xả tội cho loài người với là cây cỏ vật cũng vậy, xả tội. Xả đó. Thôi bây giờ lên lầu đi ha chú ha. Rồi tham quan. Xả tội hết. Công thức nấu ăn của chú ha. Nấu cơm. Phòng để chứ phòng nấu cơm. Chín. Ăn liền, ăn sáng chứ không phải ăn liền, ăn sáng. Cái này là phòng nấu cơm. Cái phòng cái này là gọi là phòng nấu cơm. Dạ, phòng bếp á. Phòng bếp, bếp người kia cái bếp người kia cái phòng đó. Dạ. Đó là cái phòng nấu. Nó đâu có biết xe nhà thờ đó. Nó cấp xe nhà thờ nó chạy qua ông công an hỏi cái là chú làm cấp xe nhà thờ ấy chú. Có chữ đó, nhà thờ trời. Nhà thờ trời nè, thì ông kia ông ra trời thì chú ông cấp cho nhà thờ chú, thì ông kia ông có tội nặng nữa, cái nhà thờ đâu ông cấp cho nhà thờ cũng đứt mà. Thôi bây giờ lên lầu đi chú. Thì lên lầu đi.